Năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đó là giá dầu thô phục hồi chậm và vẫn giữ ở mức thấp. Nhiều dự án đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, trong khi việc thu xếp vốn gặp nhiều khó khăn. Các dự án chưa hiệu quả cần thời gian và nguồn lực mới có thể xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, nhờ bám sát nhiệm vụ trọng tâm, sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2019, tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Sản xuất điện đạt hơn 11,5 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh, vượt 2,2% so với kế hoạch. Sản xuất đạm 6 tháng đạt hơn 700.000 tấn, vượt 11,2%. Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 5,66 triệu tấn, vượt 0,9%. Tổng doanh thu toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn 6 tháng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm. Trong những tháng cuối năm 2019, lãnh đạo PVN yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy tập đoàn, đặc biệt là phải tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nhất là công tác tư tưởng đối với người lao động, đề cao trách nhiệm nêu gương để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội cấp ủy các cấp và thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao.